Đấy đà vẫn chuẩn lắm. Va đây, va đấy nhá. Được rồi, đúng rồi. Được đấy. Chị Bình kéo lực lực khỏe hơn đây. Ồ, tay chị khỏe thế. Phải cực khỏe luôn. Ôi, khỏe đấy. Ngả về chị ơi. Về đây chị ơi. Mình đu, đu ba xích cho chị ạ. Khỏe đấy. Đấy, ba xích mới thả ra là được. Quá được. Quá chuẩn. Quay đi, chả thấy quay gì. Anh nhà đang quay kìa. Chị đu nhanh nhất đấy, chỉ có một hôm chị đu được ngay. Đúng hôm đầu tiên, hôm thứ hai đu luôn. Tính nhất là có một buổi, hôm thứ hai đu luôn, hôm đầu tiên ra là đứng nhìn. Đấy, bây giờ xích ra, xích đuổi theo xích này, đây là đang đuổi xích đấy, nó vẫn bắt được. Sang hôm thứ hai là chị đu luôn. Đấy, xích đang ra là bắt được. Quá luôn. Quá đẳng cấp. Một trong những nữ xích thủ đu nhanh nhất. Một hôm sau là đu ngay, tính là hai hôm. Nhỉ, hôm đầu tiên ra hôm nay chị ngại chị không cầm thôi. Nếu hôm nếu mà cầm là đu được luôn. Hôm chị bảo là để từ từ đó, để xem đó.